Cha, cuối cùng con cũng nghe được rồi. Con nghe thấy cây mây già nói chuyện với con. Nó đã kể cho con nghe rất nhiều tâm sự của cha. Là con bất hiếu, trước giờ không hiểu được ý của cha. Con đã không còn mặt mũi sống trên cõi đời này nữa. Cha, cha hãy đưa con đi đi, cho con được xuống đó báo hiếu cha. Bệnh điên của thiếu gia càng lúc càng nặng hơn rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi đã xem xong bí kíp chăm cứu lão gia tự tổng kết. Cô định làm gì? Làm vậy không được đâu. Tôi theo lão gia mấy mươi năm rồi, tôi còn không dám động tới kim. Cô xem mới có một lần mà định làm. Đã tới nước này rồi, đành thử thôi. Chú đi nói chuyện với anh ấy, đánh lạc sự chú ý. Tôi ra tay. Thế này, nhanh. Thiếu gia, cậu xem tôi là ai đây? Còn nhận ra tôi không? Thiếu gia, các người đều muốn hại tôi. Phong Trạch Diệu, đánh ra, đứng lại. Thiếu gia, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã nghiên cứu thuốc xong xuôi, còn tiến hành sản xuất hàng loạt. Giáo sư Ishikawa của quý quốc không hổ là chuyên gia tâm thần số 1. Hy vọng vào trước đại điển tế cũng có thể trang bị cho Tư lệnh một đội quân u linh số 1, giúp ngài hoàn thành đại nghiệp phục hưng. Được vậy thì tốt. Khâu cung ứng thuốc có theo kịp không? Trước đó chỉ còn gần nửa số thuốc không bị ô nhiễm. Tôi lại thông qua vài cổ đông điều tra được vài mối nhập thuốc của Phong Mãn Đường. Giờ đã có thể đảm bảo tuyệt đối việc sản xuất thuốc được tiến hành thuận lợi. Quả nhiên đứng tựa vào cây thì dễ hóng mát. Không chỉ có vậy, dù đại hiệp mặt nạ có tìm được đến đây, muốn phá hủy căn cứ thí nghiệm của chúng ta thì cũng phải cân nhắc đến sự tồn vong và thanh danh của Phong Mãn Đường. Cao tay, ném chuột sợ dở bình. Ngoài ném chuột sợ dở bình ra, tôi còn phải khiến hắn làm việc cho tôi. Làm việc cho cô. Đại hiệp mặt nạ, Long Sách, là cô bảo cậu ta giả mạo đại hiệp mặt nạ sao? Có thật thì mới có giả. Nếu hắn đã không chịu xuất hiện thì người giả dự hay có thể phát huy tác dụng. Tư lệnh Phùng, tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy, trước đây ngài liên tục dung túng cho Phong Trạch Diệu và Kim Tuyết Giao là một sai lầm. Tư lệnh cứ về trước đi. Đóng cửa lại. Xé rồi à? Đúng vậy. Sau khi Tư lệnh Phùng rời khỏi, Kawashima không những sai người xé bỏ niêm phong mà còn điều lính gác ngoài cửa về. Vậy Hideyoshi và nhóm chuyên viên thí nghiệm đó thì sao? Không thấy họ trở ra. Lẽ nào cô ấy? Ai? Nhưng Phong gia đã không còn liên quan gì tới tôi nữa, cho nên tôi sẽ không giúp anh ta. Chẳng phải cô ấy đã từ chối giúp rồi sao? Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng chưa chắc đã làm. Xem ra là Tư lệnh Phùng thuyết phục Kawashima dỡ bỏ phong tỏa Phong Mãn Đường, nhưng nhân viên Phong Mãn Đường chưa nhận được thông báo nào hết. Vậy cũng tức là Hideyoshi và đám chuyên viên thí nghiệm kia chưa rời khỏi. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Hay là vậy đi, đợi trời tối tôi sẽ vào đó thăm dò. Đằng nào lính gác cũng giải tán rồi, muốn vào chắc cũng không khó. Nhưng tình hình trong đó như thế nào chúng ta không ai biết. Chỉ cần Tư lệnh Phùng không nhúng tay vào thì cùng lắm là chỉ mấy giờ sĩ nhật thôi. Tôi từng đến Phong Mãn Đường thông thạo nơi đó. Chỉ cần không giao thủ trực diện, cử hai người anh em tiếp ứng bên ngoài, nếu có biến gì muốn rút lui chắc cũng không khó. Được. A Tứ, sau khi trời tối cậu đem người đến Phong Mãn Đường. Rõ. Hàm Băng,
cô giám sát Phong Trạch Diệu, cố gắng sớm hỏi ra tung tích về dữ liệu thí nghiệm. Tôi biết rồi, tôi là đại hiệp mặt nạ, tôi phải hành hiệp trượng nghĩa. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Em đang tìm gì đó? Thuốc thôi miên, phải cho anh ta ngủ một lát. Thả tôi ra, tôi là đại hiệp mặt nạ. Thả tôi ra. Này có hiệu quả không? Chắc chắn có. Đồ đệ của em cái khác thì không giỏi, nhưng mấy trò bàn môn tà đạo thì rất rành. Nhưng sao tôi thấy mắt anh ấy mở trừng trừng. Tôi nhổ. Cô nhổ tôi nhổ lại. Tôi nhổ. Phong Trạch Diệu, anh cố tình sao? Em giết anh. Tôi sẽ không bị cô đánh bại đâu. Tôi là đại hiệp mặt nạ Phong Trạch Diệu. Tởm chết được. Toàn là gì nước bọt. Tiểu Hạch Đào, em ngửi thử xem có mùi gì không. Em ngửi kỹ một chút. Tôi ngửi kỹ rồi. Chị chán ghét anh ấy đến vậy à? Nhưng đó đều là nước miếng. Nước miếng thì sao? Trước khi chị bị bệnh, chị còn nhổ đống thức ăn nhai nát trong miệng vào mặt anh ấy đấy. Anh ấy có nói gì không? Không hề. Bây giờ tới phiên anh ấy, chị không thể kiên nhẫn sao? Kiên nhẫn? Đúng là tôi thiếu kiên nhẫn. Phong Mãn Đường vẫn đang bị phong tỏa, nhân viên cứ cách giam 3 hôm lại tìm tới cửa. Phong gia sắp bị họ moi rỗng rồi. Còn sắp tới đại điện tế của tư lệnh Phùng. Bây giờ tất cả mọi việc đều chồng chất lên nhau. Nhưng Phong Trạch Diệu thì sao? Bây giờ nấy lại trở nên như vậy. Tôi biết phải làm gì. Tôi nên làm thế nào đây? Xin lỗi. Không phải tôi trách chị đâu. Tôi chỉ sợ chị bỏ rơi nấy thôi. Trước kia tôi từng theo một vị sư phụ học võ công. Ông ấy nói, người tập võ càng có tố chất thông minh lại càng dễ bị cảm hứng tuôn trào, chớp mắt thành ma. Đó là bị ma trong bệnh thiền. Một khi phát tác, vô phương cứu chữa, Phật pháp bó tay, buộc phải có một người đánh thức mới được. Nếu như đánh thức được thì võ công của người này ắt sẽ tiến bộ. Nếu không, bị ma nổi dậy, bi thương dấy lên, sẽ có nguy cơ hủy hoại thân xác. Em là sư phụ anh ấy, em đánh thức anh ấy đi. Tôi không đánh thức được. Khúc mắc của anh ấy không nằm ở chỗ tôi. Bây giờ chỉ có chị mới đánh thức được thôi. Tiểu Hạch Đào, em cho tôi biết, Phong Trạch Diệu có phải là đại hiệp mặt nạ không? Nếu như đúng như vậy, liệu chị có vui không? Tôi không biết. Nếu như chị không vui thì chị sẽ làm như rửa sạch đống nước bọt lúc nãy, không chút do dự. Nhưng bây giờ chị suy nghĩ lâu như vậy, chứng tỏ trong lòng chị cũng thấy vui. Chỉ là không nói ra miệng, cố vẻ thản nhiên thôi. Em đang nói gì thế? Tôi nói, người lớn các người đúng là kỳ lạ. Phong Trạch Diệu, em biết anh nghe được lời em nói. Bây giờ anh nghe cho rõ đây. Trước kia là anh giúp em, bây giờ là em giúp anh. Anh muốn khờ khạo tới lúc nào, em sẽ chơi cùng anh tới lúc đó. Em làm vậy không vì cái gì khác, em chỉ muốn chờ đến khi anh tỉnh lại, chính miệng nói với em, rốt cuộc anh là ai?
Đại hiệp mặt nạ. Rốt cuộc anh là ai? Người tới lấy mạng anh. Tứ, anh không sao chứ? Đi mau. Đại hiệp mặt nạ, đi. Được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thiết Ngưu, Thiết Ngưu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A Tứ đâu? A Tứ đâu? Đại hiệp mặt nạ giết Thiết Ngưu. Thiết Ngưu, các vị, trên cổng thành có treo xác của hai tên Đoạn Đảng. Mọi người nhìn rõ rồi chứ? Sở dĩ tôi cho bọn chúng thị chúng, một là để cảnh báo lũ dương nghiệt loạn đảng đang rục rịch nhằm nhè trong thành, hai là để tuyên bố tới mọi người một tin trọng đại. Người bắt được hai tên loạn đảng này là đại hiệp mặt nạ, danh tiếng nảy lần huyện Tân Giang. Mọi người không nghe nhầm đâu. Đại hiệp mặt nạ trước kia từng chống đối với Phùng Báo tôi, bây giờ đã chấp nhận lời chiêu hàng của tôi rồi. Mọi người có muốn chiêm ngưỡng diện mạo thật của đại hiệp mặt nạ không? Sau đây tôi sẽ mời đại hiệp mặt nạ ra mắt mọi người, cho các người nhìn rõ đây. Nói bọn họ biết anh là ai. Tôi là đại hiệp mặt nạ. Cho bọn họ biết
thân phận của anh, đội trưởng đội hành động, quân đội đuôi Sam, cho bọn họ biết nhiệm vụ của anh là gì: tiêu diệt loạn thần tặc tử, bảo vệ Giang Sơn Đại Thanh. Tiêu diệt loạn thần tặc tử, bảo vệ Giang Sơn Đại Thanh. Tất cả nghe rồi chứ? Phàm là kẻ chống lại Phùng Báo tôi, chỉ có hai kết cục: hoặc là chết không có chỗ chôn thân giống như bọn chúng, hoặc là rồi sẽ có ngày thuần phục tôi giống như đại hiệp mặt nạ mà các người sùng bái. Không có con đường thứ ba. Các người đã là con dân của Đại Thanh thì phải đứng cùng chuyến tuyến với tôi, chung tay chống địch loạn thần tặc tử. Ai ai cũng có thể diệt trừ. Giang Sơn Đại Thanh ta vĩnh hằng bất hủ. Láng thật sao? Đại hiệp mặt nạ là một người đeo mặt nạ, nhưng không chắc là đại hiệp mặt nạ giết liền ba viên tướng mạnh của tôi. Tôi nhất định phải lôi tình khốn đó ra. Tư lệnh phụng mệnh danh nghĩa của đại hiệp mặt nạ, một là để đe dọa, hai là để tạo thế. Xem ra hắn đã nóng lòng tiến hành công cuộc phục hưng lắm rồi. Bây giờ, trừ khi đại hiệp mặt nạ thật xuất hiện, mới có thể vạch trần sự dối trá của hắn. Nếu không, lòng người biến đổi, thành quả cách mạng chỉ e sẽ bị hủy trong chốc lát. Đại hiệp mặt nạ thật sao? Phùng Quốc Huy lợi dụng Long Sách, dùng mặt nạ giả để tiến hành mị dân, còn giết hại tàn nhẫn đảng viên cách mạng, khiến lòng dân dao động. Đúng như những gì Miêu Hoạt Cốc nói, bây giờ chỉ khi đại hiệp mặt nạ thật xuất hiện mới có cơ hội dập tan sự dối trá, giành lại lòng dân. Nhưng đại hiệp mặt nạ thật đang ở đâu? Rồi anh ta là người nào? Tâm trí của Thủy Hàm Băng một lần nữa xuất hiện cái tên Phong Trạch Diệu, là đúng hay sai? Thủy Hàm Băng quyết tâm thử một lần.